Việc mở cửa đón học sinh trở lại thời điểm này là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết. Tuy nhiên cũng cần phải có đánh giá cụ thể và chi tiết để các bậc phụ huynh không khỏi hoang mang lo lắng. Đây là những nội dung chính được thảo luận tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh thành phố trên cả nước về tình hình mở cửa trường học trở lại của các địa phương được tổ chức trong sáng ngày hôm nay tại trụ sở chính phủ. Từ ngày 7 đến 16 tháng 2, cả nước đã có 54 trên 63 tỉnh thành đã tổ chức cho trẻ mầm non tới trường, 59 trên 63 tỉnh cho cấp tiểu học trở lại trường học và 63 trên 63 tỉnh thành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học trực tiếp trở lại. Bên cạnh đó, hiện 100 các cơ sở giáo dục đại học đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp. Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn quan điểm khác nhau về thời gian, thời điểm, cách thức, quy mô cho trẻ em học sinh đi học trực tiếp. Một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh F0, F1. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Y tế xem xét điều chỉnh quy định về thời gian cách ly y tế và số lần xét nghiệm cho trường hợp F1 là giáo viên, trẻ em mầm non, học sinh, ban hành hướng dẫn và thống nhất về việc test sàng lọc cho học sinh khi tới lớp, đẩy mạnh việc tập huấn, hướng dẫn trong việc điều trị, thuốc chữa bệnh cho trẻ em là F0, thống kê và thông tin toàn bộ trẻ em mắc F0 từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tới nay. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2, cả nước ghi nhận 329.000 ca mắc COVID-19. Trong đó, số ca mắc từ 5 đến 18 tuổi chiếm 8,6%, dưới 5 tuổi chiếm 4,8%. Sáng nay, thì hơn 3.000 thanh niên của tỉnh Nghệ An đã lên đường nhập ngũ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, có 9 địa phương ở tỉnh Nghệ An không tổ chức lễ giao nhận quân mà bàn giao trực tiếp. Các địa phương còn lại tổ chức lễ ngắn gọn, không quá 25 phút và hạn chế đại biểu, người thân đưa tiễn. Hiện nay, 100% các tân binh đã tiêm đủ mũi cơ bản vaccine phòng COVID-19. Các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng. Những trường hợp nào dương tính sẽ được nhập ngũ sau. Tại các khu vực diễn ra lễ giao nhận cũng được triển khai các biện pháp phòng chống dịch như căng dây giới hạn khoảng cách, bố trí điểm đo thân nhiệt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, bệnh viện, các ban ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch cũng như đảm bảo tốt sức khỏe cho công dân nhập ngũ. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam, đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trước khi ban hành chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia, thì mật độ ô nhiễm bom mìn ở Việt Nam là 6,1 triệu hectare đất đai, chiếm 18% diện tích đất đai của cả nước. Giai đoạn 2010-2020, toàn quốc đã triển khai khảo sát và đà phá bom mìn vật nổ được 485 hectare, tăng 53% so với giai đoạn trước. Như vậy, tính đến nay, diện tích ô nhiễm bom mìn đã giảm xuống còn 5,6 triệu hectare đất đai, tương đương 17% diện tích. Các khóa đào tạo quản lý cấp cao, tập huấn giáo viên, nhân viên xử lý vật liệu nổ và phản ứng viên y tế ban đầu thường xuyên được tổ chức, cùng với việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng quốc gia trong điều tra khảo sát, rà phá bom mìn theo tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế. Một cách tối động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025, tạo việc làm đối với người khuyết tật và nạn nhân. Sáng nay, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã xem xét báo cáo kết quả bước đầu việc thực hiện giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, làm đến nơi, đến chốn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã yêu cầu các đoàn khảo sát khi vào cuộc cần đưa ra kết luận rõ ràng, quy được trách nhiệm của tập thể cá nhân, không hời hợt, không báo cáo chung chung, nêu một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cũng đã yêu cầu cần phải giám sát lần này phải trả lời được cho Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước. Hệ thống danh mục văn bản hướng dẫn luật quy hoạch bao gồm những văn bản nào, thời hạn hoàn thành theo quy định ra sao. Thực tế tổ chức biên soạn và ban hành cả về tiến độ và chất lượng, đồng thời cần phải làm rõ trách nhiệm của Thủ tướng và các bộ đối với vấn đề này. Theo kế hoạch dự kiến, đoàn sẽ chia ra làm 3 đoàn giám sát làm việc với các địa phương, làm việc với các bộ và lãnh đạo chính phủ kể từ đầu tháng 3. Kết quả giám sát cụ thể sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3 năm 2022. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dù được dự báo là nguồn lao động sẽ không khan hiếm khi nhiều lao động các tỉnh phía Nam do dịch bệnh sẽ về quê làm việc. Tuy nhiên, trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán thì nhiều doanh nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh rất khó tuyển dụng được lao động. Việc thiếu lao động, nhất là lao động có tay nghề, đang làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất ở các nhà máy và xí nghiệp hiện nay. Nhằm đáp ứng các đơn hàng đầu năm, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất khẩu
Up Aerial Tech Hà Tĩnh đang cần tuyển thêm 1.000 công nhân. Tuy nhiên sau nhiều tháng tuyển dụng, số người đến nộp hồ sơ vẫn rất ít. Với công suất 32 chuyển may, thế nhưng công ty chỉ mới đủ nhân công cho 18 chuyển may hoạt động. Số lượng lao động công nhân từ miền Nam trở về rất là đông. Tuy nhiên họ thường có tâm lý là quay về miền Nam làm việc, chứ không có xu hướng làm việc tại Hà Tĩnh. Thứ hai, đó là mức lương của Hà Tĩnh còn rất thấp so với miền Nam. Tại công ty cổ phần bao bì Sông La Xanh, mặc dù ban lãnh đạo công ty đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi thu hút công nhân vào làm việc, nhưng số lượng lao động ứng tuyển vẫn còn rất ít. Đối với các cái nhà máy ở địa bàn chúng ta thì cái chế độ tiền lương vẫn còn ở mức hạn chế nhất định so với những cái vùng khu công nghiệp lớn của các tỉnh phía Nam hoặc phía Bắc. Thì cái đó cũng là cái mà làm ảnh hưởng đến cái tâm lý muốn trở lại quê hương ổn định ở đây. Cái thứ ba nữa là về tâm lý của con em chúng ta thì vẫn đang mang cái tâm lý là muốn đi ra để làm ăn xa. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh, hiện có 63 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu cần tuyển dụng 6.850 vị trí việc làm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tổ chức 11 phiên giao dịch việc làm với 1.160 người tham gia, nhưng chỉ tuyển dụng được 130 lao động. Đi xuống với các doanh nghiệp đã có những chính sách thu hút, ví dụ như là một số các chính sách để hỗ trợ cho người lao động, như là cái chế độ liên quan đến quyền lợi của người lao động, mà để có đảm bảo được cái cuộc sống của họ ngay ở trên quê nhà, để họ có tinh thần để là ở lại được quê hương để làm việc. Dù Hà Tĩnh đã mở 2 sàn giao dịch việc làm trên địa bàn cũng như tăng cường đào tạo nghề, cung ứng lao động theo nhu cầu doanh nghiệp, tuy nhiên chính bản thân người lao động không mặn mà bởi doanh nghiệp trả lương đãi ngộ so với mặt bằng chung của cả nước vẫn còn thấp. Thiếu lao động chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất và đòi hỏi doanh nghiệp phải tính toán lại chi phí nhân công để đảm bảo nhân lực cho hoạt động của mình. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm tạm dừng mọi hoạt động đón khách quốc tế, du lịch Đà Nẵng đang hy vọng rất nhiều vào chủ trương mở lại các đường bay quốc tế của chính phủ. Và ngay từ lúc này đây, các doanh nghiệp du lịch và cả chính quyền địa phương nơi đây đã bắt đầu triển khai các phương án để có thể đón khách quốc tế ngay khi các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng đã được vận hành trở lại. Là doanh nghiệp lữ hành có lợi thế về khách quốc tế, thời điểm này công tác chuẩn bị đón du khách du lịch ngay từ những chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng đã được doanh nghiệp triển khai. Tín hiệu khả quan nhất là nhu cầu của du khách quốc tế khá lớn và tâm lý đi du lịch Việt Nam sau đại dịch cũng rất lớn. Các thị trường trọng điểm chúng tôi đang hướng đến là khách Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan, thì chúng tôi cũng đang có những cái đường bay mà chúng tôi sẵn sàng có thể đón được ngay. Cái nguồn khách này thì từ lâu họ đã, sau khi ngay Covid được lần một thì mùa chúng tôi cũng đã liên hệ với họ và họ cũng sẵn sàng. Khi mà các chuyến bay được mở cửa trở lại thì những chuyến bay thương mại mở cửa trở lại thì chúng tôi sẵn sàng, họ sẵn sàng đưa khách đến ngay với Việt Nam chúng ta, nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Để đón khách quốc tế quay lại an toàn, hiệu quả và bền vững, ngành du lịch đã bắt đầu mở một số hoạt động cơ bản phục vụ du khách quốc tế ngay sau Tết Nguyên đán vừa qua. Đà Nẵng có thể được coi là một trong những cái địa phương có thể đón được khách du lịch quốc tế thuần túy sớm nhất, do là cái điểm rơi về sản phẩm của Đà Nẵng và cái mức độ phù hợp, mức độ mở cửa và cái mong muốn quay lại của du khách. Thế thì các thị trường lớn mà có thể phục hồi nhanh như đã nói, như là Hàn Quốc, như là Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Malaysia thì đều xác định Đà Nẵng là cái điểm đến chiến lược cả. Cho nên chắc chắn là với những chủ trương mới của chính phủ, của lãnh đạo thành phố, thì Đà Nẵng sẽ là cái điểm rơi thu hút khách tốt và có thể khẳng định là một trong những điểm đến tốt nhất trong cái việc thu hút khách du lịch quốc tế quay lại. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, việc chính phủ mở lại đường bay quốc tế là tín hiệu tích cực để ngành du lịch địa phương quay trở lại trạng thái bình thường mới. Trong suốt hơn 2 năm qua và cả dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, du lịch Đà Nẵng vẫn mở cửa thận trọng để có thể âm thầm chuẩn bị tốt cho lần phục hồi lần này. Không phải từ bây giờ mà ngay khi chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã đồng ý cho phép Đà Nẵng cùng với các địa phương thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Và hiện nay cái hệ thống dịch vụ cũng như là cơ sở hạ tầng thì cũng đã tương đối sẵn sàng. Và chúng tôi cũng đánh giá cái nhu cầu
tham quan du lịch trong cái thời gian tới, để cùng với Hiệp hội Du lịch cũng như là các cái doanh nghiệp du lịch để chúng ta có cái sự chuẩn bị nó tốt hơn. Với việc dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và tốc độ phủ vaccine như hiện nay, ngành du lịch Đà Nẵng cho biết là không nên hạn chế việc đón khách quốc tế khi đường bay mở cửa trở lại. Từ thời điểm này đến hè 2022 sẽ là cơ hội để Việt Nam thí điểm đón khách quốc tế, tạo điều kiện cho việc đón khách nhiều hơn vào tháng 6 năm nay với các thị trường quốc tế chính như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và tiếp đó là thị trường ở xa như châu Úc, Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau ngày 17 tháng 2 năm 1979, một chiến dịch chuyển quân thần tốc với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử từ Nam ra Bắc đã được triển khai. Từ đường bộ, đường thủy, đường hàng không, tất cả đều được huy động tối đa, ngày đêm hành quân để bổ sung quân, vũ khí, đạn dược cho mặt trận biên giới phía Bắc. Ngày hôm nay, tròn 43 năm cuộc chiến diễn ra, những người trong cuộc nói rằng họ đã đi theo bước chân thần tốc của vua Quang Trung khi tổ quốc gọi tên mình. Và trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ những người lính trực tiếp tham gia vào cuộc chuyển quân này để lắng nghe câu chuyện từ người trong cuộc. Tháng 2 năm 1979, quân đoàn 2 đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Cuối tháng 2, những người lính nhận mệnh lệnh hành quân về nước để bổ sung quân cho chiến trường biên giới phía Bắc. Các phương án chuyển quân, vũ khí bằng nhiều con đường được nhanh chóng triển khai. Đại úy Nguyễn Trung Liên, cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 24, quân đoàn 2, nhớ như in chặng đường hành quân từ cảng Kapongson, Campuchia về đến Lạng Sơn vào đầu tháng 3 năm 1979. Quân đoàn 2 và sứ đoàn 34 chúng tôi hành quân thần tốc bằng 3 hướng về biên giới phía Bắc. Như Trung đoàn 24 chúng tôi là đi bằng đường biển từ cảng Kapongson về Tân Cảng, Sài Gòn và từ Tân Cảng tiếp tục lên tàu khách Thống Nhất múa của Tây Đức để về cảng Chùa Vẽ, tiếp tục chuyển sang đường sắt về ga Đồng Quang, Thái Nguyên và sau đó chuyển sang đi bằng đường bộ là ô tô vận tải do sư đoàn 471 hoặc 571 gì đó hành quân lên Tràng Định, Lạng Sơn. Sau 10 ngày, hơn 900 bộ đội cùng vũ khí, đạn dược của Trung đoàn Bộ binh 24 đã vượt quãng đường hàng nghìn cây số để có mặt tại mặt trận Lạng Sơn, tham gia ngay vào cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương. Cùng thời điểm đó, một phương án chuyển quân bằng đường hàng không cũng được triển khai song song. Đại tá Trần Văn Tuyên, phi công lái chính tổ bay C-119 và các đồng đội của ông thuộc Trung đoàn bay 918 đang ở Campuchia, nhận mệnh lệnh vận chuyển bộ đội thuộc quân đoàn 2 từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Nội Bài để chi viện cho chiến trường biên giới phía Bắc. Chúng tôi bay gọi là ăn cơm cũng trên không, phát bánh mì ở trên không ăn. Xong là bắt đầu là xuống là anh em bộ đội mình xếp đủ người là lại bay. Anh em đều nhận thức đầy đủ cái nhiệm vụ là cấp bách là phải chuyển quân ra để chi viện cho miền Bắc thì nó khẩn trương hơn. Trong khi quân đoàn 2 gấp rút hành quân về nước, thì ở trong nước, sư đoàn bộ binh 337 thuộc quân khu 4 nhận lệnh hành quân lên biên giới phía Bắc vào ngày 18 tháng 2 năm 1979. Đại tá Hoàng Hoa Chiến lúc đó là trưởng ban tác chiến của sư đoàn bộ binh 337 cùng ban chỉ huy sư đoàn đã gấp rút đưa ra các phương án hành quân. Hơn 7.000 bộ đội cùng vũ khí được trang bị đã bắt đầu hành quân vào rạng sáng ngày 19 tháng 2 năm 1979. Phương tiện vũ khí đã đến đúng thời gian quy định, sẵn sàng chiến đấu. Chỉ hơn 6 ngày, hơn 7.000 quân của sư đoàn 337 đã vượt hơn 500 cây số từ Nghệ An ra Lạng Sơn. Sư đoàn được bổ sung khoảng hơn 4.000 quân tại Sơn Động, Bắc Giang để chi viện kịp thời cho chiến trường biên giới phía Bắc hơn 1,1 vạn quân chỉ trong chưa đầy một tuần. Sau cuộc chiến, biên cương đã yên tiếng súng, vùng phên dậu của Tổ quốc vẫn đẹp vô ngần. Thế nhưng, để có được màu xanh của hòa bình, để có được những chiều biên giới thanh bình là biết bao sự hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ cha anh. Những câu chuyện được kể ngày hôm nay không phải để khuất sâu vào nỗi đau quá khứ, mà để những người Việt Nam hôm nay trân quý hơn cuộc sống hòa bình, để quyết tâm giữ vững hòa bình.